Rồi xin chào mọi người nhá. Nay em có mấy cái hộp số em quay lên, hộp số và đồ cơ khí nhá, cơ khí chế cháo nhá. Em chia sẻ cái hộp số. Đây, em đặt lên ngay cho mọi người dễ nhìn nhá. Đây, cái hộp số này là nó quay nửa vòng, nó lại nghỉ nửa vòng nhá. Tất cả đều 7 cái như nhau nhá. Em có 7 cái thôi. Cái nào nó cũng giống cái như này nhá. Đó. Mọi người để ý cho em, 7 cái này nó không ghi là thông số nên là em không có đọc được là một phần bao nhiêu, nhưng mà nó là 1-1 hay sao nhá. Đây này, đây là nó 1-1 này. À, 1-1 này. Tức là một vòng dưới bằng một vòng trên, nhưng mà quay nửa vòng lại nghỉ nửa vòng nhá. Đây mọi người để ý cái tay của em nhá. Em cứ quay quay cứ nửa vòng thì nó lại nghỉ nửa vòng nhá. Đấy, được nửa vòng thôi nó lại nghỉ này, nghỉ nửa vòng nó lại quay tiếp à. Đấy, mọi người mà dùng cái nào nó phù hợp với mình mà mình hay là mình chế cháo gì nó phù hợp hãng mua nhá. Đó, cái này nó quay nửa vòng nó nghỉ nhá, quay được ở dưới thôi. Ở trên là phải nó phải vào khớp nó mới quay được, như này nó mới quay được ở dưới nhá. Đó. Đấy, ở trên mà quay qua cái khớp đấy thì nó sẽ không quay được nữa này. Nó sẽ cứng này. Đó. Nó sẽ cứng luôn này. Đấy, còn ở dưới thì quay vòng tròn đều được hết thì nó chuyển tải cái ở trên nhá. Bây giờ hàng nó có vậy đúng không ạ? Thì em quay như vậy, em chia sẻ như vậy là cái hộp số này nó có thế thôi nhá. Đó. Hàng tháo máy CNC ra nhá. Đó, hàng này nó là hàng tháo máy CNC ra. Đó. Bây giờ em đo kích thước nhá. Rồi, đường kính cái này nó là 10 phân này. 10 phân này. Rồi của nó chiều cao là 15 này, đến cái này là 15 luôn này. Chiều rộng của nó là à, chiều dài của nó là 13 này. Đấy, còn chiều rộng hộp số của nó là 9 phân này. Đấy. Thì cái nhông xích này thì của nó là nhông xên xích này của nó là rộng bao nhiêu nhỉ? Nhông xên này là của nó là đường kính là 65 nhá. Đó. Thì là tất cả 7 cái nó đều quay nửa vòng nghỉ nửa vòng nhá. Mọi người để ý cho em là nó quay nửa vòng nghỉ nửa vòng nhá. Đó. Ai phù hợp mà đồ chế cháo gì của mình thì hãng mua nhá. Em bán là 350 ngàn một cái hộp số này nhá. Nó nặng chừng tầm độ khoảng 6 đến 7 kg nhá. Em bán là 350 một cái nhá. Đấy, em có 7 cái thôi nhá. Đều đẹp như nhau hết nhá, đều tháo máy CNC ra nhá. Đó. Em bán là một cái một em bán nhá. Rồi đến món thứ hai nhá. Món thứ hai thì em có 12 cái như này nhá. Em có 12 cái như này. Đó. 12 cái như này thì em bán luôn một lượt thôi nha, tức là em bán là tổng là 12 cái em bán là 3 triệu. Đó. 12 cái em bán là 3 triệu. Em không bán lẻ 12 cái này nha, bởi vì là cái này nó phải em bán tất luôn cho một người thôi. Đó. 12 cái, đó. Cái này thì nó rất chi là trơn tru rồi. Đó. Cái này nó là hàng cơ khí, về chế cháo gì thì chế. Bi của nó là 6206 nhá. 6206 nha, bi của nó là 6206 nha. Đấy, giờ em đo kích thước này. Chiều dài của nó là 28,5 này. Chiều rộng của nó là 12 này. Đấy, còn cái bi bên trong của nó là 8x8 này. Đấy, nó có rãnh như này nhá. Nó rãnh trơn tru như này nhá. Đấy. Nó rất chi là chắc chắn, nó không bị dơ lắc gì nhá. Hàng cơ khí nước ngoài nhá. Đó.
Em có 12 cái như này là bán là 3 triệu nha. Cái này nó nặng tầm độ khoảng 5 6 cân. 5 6 cân gì đấy. Rất chì nặng. Để em đo nha, đo chiều dày của nó nữa nha. Chiều dày của nó là 3 phân này. Dài 28 này. Đó. Cái này nó có mỗi cái có một bi. Cái này nó có mỗi cái có một bi nhá, tức là 12 cái như này thì nó có 12 cái viên bi này nhá. Ca bi rất chi là chuẩn nhá. Đấy. Nước ngoài làm đấy. Đó. Rồi xin chào mọi người, em chỉ có vài món thế thôi. Ai có cần cái hàng gì thì alo cho em nhé.